Xin chào mọi người nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ Viềng thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hôm nay là ngày mùng 7. Chợ Viềng bắt đầu họp từ hôm nay. Chính thức bắt đầu từ tối hôm nay. Nhưng mà từ sáng hiện tại là 8 rưỡi rồi. Mà thấy rất là đông người rồi. Đông lắm mọi người ạ. Tắc đường ạ. Bên này mọi người đi cẩn thận đấy, ký việc hiện tại mọi người đang mua bánh trái để vào lễ này. Nói hàng ngàn người đổ về khắp mọi lời. Thời tiết hôm nay ở đây vẫn rất là lạnh. Bây giờ chúng ta đi vào tham quan nhá, tham quan chợ Viềng. Ở đây mặt hàng đa dạng. Đa dạng là chủng loại. Đồng nha. Ai mua cô lép nào? Nhiều mặt hàng quá bày bán thế. Đầu lắm mới được đi không khí chợ Viềng. 35. Cẩn thận đấy nha. Năm ngoái thì chợ Viềng bị móc túi. Bây giờ vẫn chưa đông đâu, nhưng mà tầm trưa đi là bắt đầu đông lắm rồi. Bánh cuốn kìa. Hạt sẽ cao bằng. Đổ lưu lượng này cũng thu hút nhiều người đấy. Đi chợ Viềng chợ cầu may ấy, phải mua một cái gì cả năm may mắn thôi. Ngày mai là ngày chính. Đây điện thoại, ví, viết này. Để cẩn thận họ bị móc mất đấy. Ô tô đi vào đây, đài của VTV chẳng hạn. VTV 3 à.
Vào đây tắt luôn. Nhìn vào nhau không lại lạc ấy. Thời sự đây. Đài Nam Định. Đi ô tô ở đây thì chết rồi. Đi xe máy vào đây nữa. Đấy, đi không đi được, lùi không lùi được. Chỗ đầu người này, cẩn thận đấy. Tắc được rồi, tắc được rồi. Không có tươi, có mấy. Năm nào nó không vậy. Nhiều có đông lắm. Nó cứ đun đi, đun lại cái là thắp được. Chưa đông đâu. Từ từ cho cái ô tô xanh lên rồi mình lên này. Ô tô nào kìa. Đi đi. À, xe máy ơi, từ từ đã chú ơi. Đi thành một hàng thôi thì mới ra được. Từ từ đã. Đến đây tắc đường rồi các bạn. Đến đây tắc đường lặng rồi. Kẹo bán theo cân luôn. Đây phố chính cái này. Xe công đi thế này. Cấm xe luôn chứ. Đường nữa chặt thì chưa, còn đi ô tô ở đây. Đúng là lũ không có lão rồi. Mua luôn đây đi. Này nhích từng tí một ấy. Bà làm họp lại đồng thế. Năm ngoái còn thành thuê hơn nữa. Đồng kinh khủng luôn này. Tối nay đi vừa run người. Tắt rồi, tắt rồi. Đi tại mấy con ô tô này thôi, bình thường. Giờ người ta đang đi vào đông mà. Người ra thì ít, người vào thì nhiều. Người còn đang tắc kìa. Do tắc mấy cái ô xe này này. Cả ô tô. Cấm ô tô cho máy ngoài kia. Không nhỉ? Đâu. Đi giờ. Đi không? Xe có đi được không? Bác ơi. Quần dài không? Đi người không lâu tiếng đi. Bác thử ngoài. Lên xe máy vào đây không hiểu. Máy ô tô. Đều ít thôi. Tắc thì tắc rồi. Người đi ra, người đi vào này. Đường này đi ô tô vào chịu bó tay rồi.
không đi được. Hả? Về ấp lên YouTube à? Về ạ. Ờ. Đồng nhờ. Cho mọi người ngắm khung cảnh ở nơi đây gái. Tắt toàn diện luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.